Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Nay lên lô chữ Quy nha anh em. Lên lô chữ Quy 18 máy ha. Thì cũng như thường lệ như mỗi ngày, thì mình chốt hàng mình không có cần phải đặt cọc tiền, bởi vì xem kỹ, ok, ưng ý, hỏi vợ trước khi cho địa chỉ nha anh em. Đó, kêu anh em hỏi vợ trước nha, để không gài là dính hoài luôn á. Tại vì sao anh em cho địa chỉ rồi thì chắc ăn giùm em cái. Ví dụ như anh em chốt thì người khác, người sau á, người ta gọi thì em sẽ báo là bán rồi. Mà xong báo bán rồi xong quay lại bữa sau hoặc là 2-3 tiếng đồng hồ sau gì đó quay lại nói vợ ta không cho mua rồi, thiệt tình nó quới tèo thiệt đó. Bởi vì hỏi vợ trước đi nha. Còn xem cho kỹ cái máy đi rồi mình hãy chốt, mình hãy cho địa chỉ. Còn cái nào không biết thì hỏi em trước ha. Nếu như mình hỏi mà không đúng ý, không vừa bụng của mình nữa, mình cho qua, mình đăng ký kênh, mình chờ clip sau ha. Đó, bán hàng thì không có lấy cọc, bởi vì anh em kỹ kỹ giùm em cái phần đó ha. Rồi, một con máy là sẽ là bao ship tặng nhà cho mình nha anh em. Bao ship tặng nhà cho mình, tặng kèm theo là 6 món phụ tùng đi kèm ha. Hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, nổ máy ok, ngon lành hết rồi mình mới trả tiền ha. Đó, ví dụ như những con này, một tay lái là không thích thì đổi lên hai tay vẫn được nha. Còn hai tay không muốn thì đổi lên một tay cũng được nha anh em. Ở còn ga bóp với zin thì anh em kiếm mấy con ga bóp zin như đây mua nha. Còn ga bóp anh em kêu em gắn là em chỉ gắn ga mới thôi nha. Rồi, địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Máy hôm nay là 2 thì. Động cơ 2 thì xăng pha nhớt 2 thì giùm em ha. Tỷ lệ là 1 lít xăng pha 40cc nhớt 2 thì. Đó, nhớt 2 thì nha, 1 lít xăng pha 40cc nha anh em. Đó. Còn anh em nào chưa có nhớt thì mua theo luôn, 100.000 bình. Ha, 100.000 bình lợn nít, bình có bình nhỏ rồi cái bên đó. Đó, nhớt màu đỏ có bình nhỏ có cc sẵn anh em dễ đo. Còn cái đồ gom cỏ, gom lúa là 100.000 luôn nha anh em. Còn mà bơm đuôi, bơm nước á ha là 150.000. Rồi, máy hôm nay gồm có Mitsubishi TL33, Magu 261, Magu 231, Magu 26, TB23, TH23, Hitachi, Tanaka, Komatsu, TL20, Tum G. Trên đây có Magu 22, Makita, Hitachi. Đó, và con đầu tiên ha, con xin đây qua. Thì nhắc lại nha anh em, chốt hàng, ví dụ như muốn chốt con này thì nói là cái mã V1, chứ đừng có nói cái tên máy nha. Đó ha, và liên hệ trực tiếp giùm em. Đó, và cái giá này là đã bao ship cho mình rồi, phụ tùng đi kèm theo đầy đủ. Mua thêm cái gì mới tính thêm tiền ha, còn không mua thêm nữa thì giá như vậy nha anh em ha. Rồi, con này là dòng Shindewa, dòng Shindewa dòng S20 anh em, nồng 31 ly. 22cc nha, con này chị cực kỳ lực cho mình luôn. Đó thì cái con này nó sinh ra là để cho những anh em mà túi tiền nó ít nhưng mà muốn con máy mình nó mạnh, nó bền, nó ổn định thì lấy con này đi ha. Đó, cái lỗi của nó là lỗi bộ chế nè, em lên chế hai kim mới dễ nổ cho mình, chạy ngon lành, không còn lỗi làm gì nữa hết ha. Con này thì chạy siêu bốc siêu mạnh luôn, anh em chặt cổ cứng hay là đập cước đều là ngon lành hết. Cái này chạy rất là khỏe nha, mấy cái dòng này bán thì quá trời vậy, không bao giờ mà còn lỗi bọng nữa hết, chạy rất là ngon, rất là ok ha. Đó, thì cái thêm cái độ bền của nó làm tum của nó là tum nhôm nhưng mà tum liền anh em. Thì tum nhôm thì anh em biết là chạy không bao giờ hư tum hoặc là cháy tum ha. Rồi, 1.250.000 cho cây này ha. Hai cục cao su nắm nè, còn muốn gáp hai tay thì em gáp miễn phí ha, anh em cứ yên tâm. Tại vì về là zin nguyên bản nó là như vậy luôn anh em, chứ không phải gỡ ra đâu. Ở cần zin, đầu bò zin hết ha, 1.250.000. Bó bó. Rồi, em qua con Q2 ha, con Q2 cái dòng này là dòng Hitachi nha anh em. Hitachi ha, cái dòng này là nồng 31 ly, 22cc nha, dòng Hitachi hoặc là Tanaka chữ A đều là nó đó ha. Ở con này thì máy zin nha nè, máy nguyên zin ha, bình xăng dưới zin, chụp giật có trợ lực nhỏ ha. Chế là chế ga ngang, chế quanh gồ, chế tiết kiệm xăng cho anh em luôn. Cái dòng này đề cao anh em, chạy là cực kỳ là lại xăng ha, và độ ổn định nó rất là cao. Cái le này anh em lưu ý nè, kéo xuống như gì là đóng le anh em ha, kéo xuống như gì là đóng le ha, bơm xăng đóng le giật nổ xong xuôi rồi ok hết rồi, kéo cái le lên là chạy ha. Đó, mua ghi đứng, nói chung dòng này chạy là bao tiết kiệm xăng cho anh em luôn, nhỏ gọn xài gia đình rất là ngon, rất là ok ha. Đó, bô đẹp, tum nhựa tum liền nha anh em, Hitachi ha. Ở hai ta lái ga chết, ở ga hai chế độ luôn anh em, công tắc nè, bật
bật như gì là tắt nha anh em ha, chữ O là tắt nha, còn chữ Y là nổ nha anh em. Và hai chế độ này là tự trả ha, còn anh em muốn chỉnh nằm chỗ thì bóp thằng này vô ha, lên xuống là nó chết chỗ ha. Ở cần zin trắng cỏ đầu bò được là zin hết cho anh em. Con này nó muốn hết xăng rồi anh em ơi, thấy không? Đó, nói chung là hàng đến nơi mình được quyền kiểm tra máy, nổ máy xong mình mới trả tiền mà lo gì mấy này ha. Rồi 1.3 triệu cho con Q2. Em qua tiếp theo là con Q3 và Q4 anh em. Cặp này thì cặp Makita ha, Makita cốc hoặc là Robin cốc đồ là nói anh em. Thì con này là nòng 30 ly 20cc ha, còn con này to hơn tí xíu anh em, 31 ly 21cc. Đó, hình thức máy thì là nguyên zin hết anh em, hình thức máy là nguyên zin hết ha. Đó, thì cái cặp này á, thì là một cái dòng máy cho mình xài gia đình, chạy nó rất là bốc, rất là mạnh ha, nó mạnh trong cái khoan khúc của nó nghe anh em, và cực kỳ là lợi xăng cho anh em mình luôn, giật lại cực kỳ là dễ nổ. Cái trọng lượng của nó ghê vô cỡ 4kg thôi nghe anh em, 4kg là tính nguyên cần luôn, còn mình quải cái đầu máy không thì tầm cả 2kg mấy 3kg thôi. Đó, chế thì chạy chế ra ngang, chế tay đỏ hết ha. Đó, đẩy vô như gì đó lóng ra, lên ra le nó nhảy về ha, le đỏ tự động chế ra ngang, vú bơm trước nha. Đó, còn cái này là chế quanh rồi anh em, le này cũng là le đỏ tự động luôn, bật lên gì là ổng le ha, lên ra le nó cũng nhảy về. Cặp này thì chạy bao giòn cho anh em luôn, Makita tum nhựa tum liền hết anh em, cặp này chạy siêu bốc á, máy đẹp nè. Đó, con này thì nó hơi đẹp hơn anh em, nói chung là con nào cũng đẹp hết. Con tắt lên luôn. Đó, con Q3 là hai ta lái ra chết nha anh em ha, cần trắng cỏ đầu bò zin hết nha. Đó, còn con Q4 là nó xài kiểu hai cục cao su nấm ha, và ga nó nằm ở đây nha. Đó, còn anh em không thích thì muốn tay gáp tay thì gáp thôi. Đó, cần đầu bò đều là zin hết nha nè, zin hết ha. Quá giòn. Quá giòn quá gắt luôn. Ở cặp này mà anh em mà xài lưỡi dao ha, cỏ như ngón vô cái rồi ha, là anh em khoan chừng nửa ra thôi là lụm hết rồi ha anh em. Rồi Q3 triệu 3, Q4 không triệu 3 luôn ha. Em qua con Q5. Con Q5 này thì cũng là cái dòng Makita luôn anh em, nhưng mà con này to hơn ha. Con này là nòng nó đến 32 ly 23cc lần. Đó, con này thì 1.5 triệu nha. Cái dòng này thì cái dòng cổ cao nè, cổ nó quay lên cực kỳ cao luôn. Cái dòng chỉ là có dòng Makita cổ ngỗng này là cái nắp xăng nó cao, nó quay lên trời cho anh em dễ châm xăng, dễ chơi, dễ ta châm xăng vô á, nó không bị ọc á ha, nhìn là khá là ok luôn. Đó, thì cái con này thì chế là cũng chạy chế quanh gồ, chế tay đỏ nha anh em, chế quanh gồ, chế tay đỏ tự động ha. Đó, tay đỏ nó sao nè. Đó, máy móc thì nguyên zin nha, nòng 32 ly 23cc, chạy thì bao bóc, mấy cái dòng này thì chạy bao chuẩn rồi. Đó, tum nhựa tum liền, công tắc nằm đây nha anh em, nói chung là mấy cái dòng này chạy chuẩn bền, tiết kiệm xăng ha. Đó, hai ta lái ra chết cho anh em nè, càng zin. Đó, trắng cỏ đầu bò đều là zin hết nha. 1.5 triệu cho con Q5 nha anh em. Quá im. 1.5 triệu cho con Q5 ha. Tiếp theo là con Q6. Q6 là cái dòng Maruyama nha anh em. Đó, 225 ha, đầu con này 32 ly 22cc. Một con máy mà phải nó nhẹ, phải gọi là nó nhẹ nhất lịch sử luôn anh em, nhẹ nhất trong dòng các cỏ luôn á. Con này chắc nó cỡ 3.5kg chứ gì, nó nhẹ hèo anh em. Đó, nói chung là cái dòng này rất thích hợp cho những là chị em phụ nữ nè, hoặc là những bác lớn tuổi rồi này kia đó ha, mang giác nhẹ, chụp giật trợ lực rồi chế hai kim nữa. Thì cái dòng Maruyama thì anh em biết rồi, bền chỉ nổ, tiết kiệm xăng, hư là phụ tùng nó nhiều nha. Đó, cặp này thì nòng nó 32 ly, nó nhỏ, nó gọn. Đó, 22cc ha, nhưng mà nó chạy được cái chế quanh rồ hai kim. Đó, chế zin luôn anh em, chế zin ha, bộ chế này rất là xịn sò nha. Chụp giật trợ lực, máy thì nói chung là khá là đẹp nha, khá đẹp. Đó, tôm nhựa, tôm liền anh em. Đó, máy khá đẹp ha, 1.4 triệu nha anh em, 1.4 triệu cho con Q4 ha. Có mướp up L Magu zin theo máy luôn nè. Thì tay lái thì em chưa gáp ha, anh em muốn gáp tay nào thì báo em sẽ gáp thôi. Càng trắng cỏ, đầu bò đều là zin hết nha anh em. Yeah.
chỉ cần lôi là nổ anh em. Q6 ha, 1.4 triệu. Rồi em qua con Q7 thì anh em lưu ý là chốt hàng thì nhớ giùm em cái mã là chữ Q nha, và liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like anh em. Con Q7 này là cái dòng này là dòng Mitsubishi TL20 nha, nồng 30 ly, 20cc, một con máy là cho mình xài gia đình, phải gọi là thuộc dạng VIP á, con này thuộc dạng VIP mà không có nói gì nữa hết. Và con này nó thêm cái nữa là được tum gời nha anh em, tum gời tum nhôm ha. Ở công tắc đây xuống là tắt, lên là nổ, tum gời tum nhôm, tum 260 hoặc là tum nhỏ đâu này kia đó ha, là mình có thể là gáp xịt thuốc hoặc là chế cháo gì rất là ngon anh em. Còn anh em muốn mua cái đầu máy á, thì trừ lại 350 ngàn giùm em ha. Còn cái đầu máy với lại là bao xiết cho mình, mẫu hơi bể nhẹ nha, chế là chạy chế quanh rột, chế hai kim, chế zin nha anh em ha. Dòng này nó chạy cực kỳ bốc, cực kỳ mạnh, bền, lợi xăng đó, tên là 20 ha. Máy móc thì nguyên zin, hình thức thì còn khá là ok nha đó, hình thức thì còn khá là ok ha anh em. Bình xăng dưới zin còn luôn nè, còn ở chân bảo vệ luôn nè đó. Con này thì xài hai cục cao su nấm luôn nha, không thích thì muốn lên tay thì em sẽ gáp ha, cằn cắn cỏ đầu bò zin hết nha anh em. Rồi 1.5 triệu cho con Q7 ha. Em qua con Q8, con Q8 và con Q9 nha anh em. Ở cặp này thì cặp cơm Mitsu nha. Ở con này thì cơm Mitsu 2002 nha anh em, nhưng mà cái tem nó bị mắc á, rồi em lấy cái tem của thằng 2003 này em dán vô. Ở nhìn cho nó đẹp ha. Đó thì cái con này là nòng 32 ly, 22cc nha anh em. Cái dên con này thì nó hơi cục hơn con này tí xíu. Con này thì nòng 32 ly nhưng mà nó đến 23cc lận nha. Đó thì anh em cái dòng cơm Mitsu thì anh em biết rồi, chạy cực kỳ bốc luôn, bốc bền lợi xăng ha, bốc bền lợi xăng. Đó thì anh em nào mà xài cái số lượng mà vừa phải á thì lấy con này đó. Còn mà chạy mà nếu như mà chạy số lượng lớn đập cước đồ nữa ha, lấy con này là chạy ngon lành hết nha nè, em khẳng định luôn ha. Mấy cái dòng này chạy rất là ngon, rất là bốc. Cái dòng này chạy phải gọi là cực kỳ là trâu bò luôn, anh em đập cước hay là bơm nước hay là chặt cỏ cứng đồ này kia là ngon lành hết nha. Đó, còn con này thì anh em xài gia đình ha, rất là ngon. Con này thì gọn nhẹ nè, thì cái dòng này dễ nổ nè, cái dòng này có trợ lực nha anh em. Con này có trợ lực ha, còn con này là giật thường. Đó thì con Q8 1.5 triệu nha anh em, còn con Q9 1.6 triệu ha. Đó thì cái dòng cơ Mitsu thì em có sơ lược qua đó, bền, dễ nổ, tiết kiệm xăng. Đó, hư thì mua phụ tùng mới có luôn rồi, nói bàn cãi gì nữa. Ở tum nhựa tum liền hết nha anh em. Con này thì nó cũng ghê cỡ 4 kg thôi, máy rất là đẹp nha. Đó, máy khá là đẹp ha, tum nhựa tum liền. Ở hai cục cao su nấm ha, cái này chừng nữa thay hết nha anh em, chứ không phải để gì đâu nha. Ở cần zin, đầu vò mắt nữa gáp zin cho anh em hết. Đó, tum nhựa tum liền cũng mới gan vậy luôn ha, còn muốn gáp tay thì vô tay thôi. Zin hết nha anh em. Con Q8 này 1.5 triệu nha, con này rất là dễ nổ nè. Triệu 6 anh em, còn con này 1.5 triệu ha. Con này là nói chung là lâu lên là nổ thôi, rất là dễ nổ. Nói chung là con này là siêu dễ nổ, chim mẻ rồi bu kiến đậu đồ đó ha, hay nói ra những cái câu nói quyền thoại của em đó ha. Ỉa rớt cục cất vô là nổ rồi. Rồi 1.5 triệu cho con Q8, 1.6 triệu cho con Q9 nha anh em. Con Q10 là con Hitachi ha, thì cái dòng Hitachi dòng này đời cao anh em. Bình xăng nó có một bên một à, ở bình xăng này nó có một bên một ha. Thì cái dòng này là nồng nó 33 ly lần nha anh em, 33 ly nó 24cc lần nha. Đó, mà giá nó có 1.5 triệu à, mà nó được cái bộ ga bóp zin, công tắc zin tay luôn. Thì cái dòng này là dòng máy đời cao, nó chạy thì nó không có bốc như người ta, nhưng mà được cái nó lợi xăng ha, chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng cho anh em luôn. Nồng 33 ly thì nó bằng mấy thằng Mitsubishi tên là 26 rồi anh em ha. Chụp giật con này là chụp giật trợ lực cho anh em luôn nè, chế gan ngang, chế quanh gồ, tiết kiệm xăng ha. Đây đây, kéo lên là đóng nha, kéo xuống là nổ chạy luôn. Rồi vú bơm bên hông nha nè, tum nhựa tum liền, máy thì khá đẹp ha, quá đẹp luôn.
Ở anh em nào kiếm cao bóp zin thì lụm mấy này, còn mà nếu như mà kiếm mấy cái máy mà không có cao bóp zin thì kêu thì không có đâu mà gáp nha anh em. Đó. Rồi cao bóp ha, hai tay lái công tắc đây ha, lên là nổ anh em, bật kéo xuống là tắt nha, tắt xong mình đẩy lên lè để quên gắn cỏ đầu bò cần zin hết nha. Trợ lực luôn anh em, trợ lực luôn nha. Q10 1.550.000. Rồi em qua con Q11 ha. Q11, Q12 luôn anh em. Nó trang nha mà. Đó, thì cái con này cũng là dòng Hitachi nè, nhưng mà cái mẫu này thì nhìn nó đẹp hơn ha, nòng 32 ly 23cc. Còn cái này thì màu cam thì để Tanaka, nhưng mà hai con này anh em nhìn nó không có khác chỗ nào chứ. Ở cặp này thì đồng giá 1.650.000 một con anh em, thì nó cũng có ga bóp công tắc trên tay gan cái con Q10 đó ha. Ở cặp này thì nó thiết kế đẹp hơn, hai con máy này như hai con máy thùng mà không có nói gì, không bàn cãi hết. Máy rất là đẹp nha anh em ha, chụp giật trợ lực nhỏ cho anh em nè. Ủa. À. Đúng rồi, trợ lực nhỏ nha anh em, chế là chế quanh rồ ha, máy rất là đẹp nha. Anh em nhìn nè, bình xăng dưới là bình xăng zin nha anh em, rất là đẹp ha. Hitachi. Ở đây. Ở máy quá đẹp, quá VIP. Cực kỳ đẹp nha anh em. Tum nhựa tum liền ha. Còn con này là Tanaka ha, nó cũng mới gan con bên đây thôi. Ở máy khá là đẹp, khá là VIP nha. Bình xăng dưới là còn mới chát không anh em, ốc là còn trắng tư hết. Ở Tanaka, màu cam thì Tanaka, còn màu xanh thì Hitachi. Tum nhựa tum liền. Đó, hai ta lái ra bóp hết nha. Ở ra bóp nè, công tắc nè ha. Lên là tắt nha anh em, kéo xuống là nổ ha. Nổ xong thì bật lên liền y gan con kia thôi. Đó, cần zin. Ở đầu bò là zin hết nha anh em. Q6 50.000. Rồi đồng giá 1.650.000 một cây ha. Anh em chốt con nào thì nhớ cái mã và liên hệ trực tiếp giùm em nha, là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like anh em. Tiếp theo là con Q13 ha. Q13 là cái dòng Kawasaki nha em, dòng này là TH23 ha. Đó, dòng này thì VIP rồi, nói gì nữa vậy ta. Nói chung là dòng này hệ của miền Tây nha. Chạy là phải gọi là gam ti của nó là phải gọi là siêu ấm siêu thì thầm luôn. Mà lên ra cuối thì chạy cực kỳ bốc. Dòng Kawasaki, dòng TH này là dòng máy đời, cái đời này là phải gọi là chạy ngon nhất cái dòng Kawasaki nha em ha. Cái dòng Kawasaki là cái dòng TH này là chạy nó VIP nhất. Đó, nó VIP trong cái dòng Kawasaki ha. Đó thì anh em nào đã từng xài cái dòng này rồi thì hiểu nó rồi. Chạy nó rất là bền, không bao giờ có lỗi giặt luôn. Chạy bền, không lỗi giặt, cực kỳ là tiết kiệm xăng luôn nghe nè. Đó, con này thì còn quá đẹp luôn nè anh em thấy không? Cái vỏ nó kiểu như màu đỏ đậm anh em, nó không được sáng. Đó, với lại cái dòng này thường về nó dễ bị cháy áo lắm, nhưng mà cái áo con này còn đẹp nha. Là chứng tỏ nó ít xài nè, nó còn bởi vì mấy cái dàn hơi nó còn mới chát nè anh em thấy không? Bô là còn trắng tư luôn. Chế là chế quanh rồi, chế một kim nghe nè. Đó. Lóc da băng da bon các kiểu với mình luôn ha, có chân bảo vệ bình xăng luôn, máy nguyên zin nha anh em, máy nguyên zin ha. Cái áo thì nó có bảo vô, nó có cắn nhẹ đây tí xíu nha, đó tí xíu thôi, nói chung không ảnh hưởng gì hết. Tum nhựa tum liền đây, TH23 nha anh em, máy thì khá đẹp ha. Hai tay lái ha, ga đây, ở công tắc lên nha anh em, lên là tắt nha, ở lên là tắt nha anh em, xuống là nổ ha, cần ở đầu bò đều là zin hết nha anh em, zin hết nha. Thì thầm nha anh em, chạy siêu bấm luôn. Rồi con Q13 1.550.000 anh em. Dòng này thì chạy là siêu bền, siêu ổn định này. Rồi em qua con Q14. Con Q14 này là cái dòng máy Mitsubishi TB nha anh em, Mitsubishi TB23, nòng 32 ly 23cc. Con này quá đẹp luôn anh em, đẹp xuất sắc luôn á. Bình xăng dưới là bình xăng zin. Ở đẹp sáng trưng ha. Chế là chế hai kim, chế quanh rồ, chế zin luôn. Quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp cho con này. Lóc dập mắt in da băng cho anh em mình luôn ha. Máy móc thì nguyên zin hết nha anh em. Cái này thiếu thì cần để em gáp sau ha. Ở áo thì nó hơi cắn nhẹ chỗ này tí xíu nha. Ở máy con này quá đẹp, Mitsubishi TB23 anh em ha. Thì anh em cái dòng Mitsubishi này TB, TU, TL là dòng máy VIP rồi. Con này quá đẹp nha.
Đù, đời con này quá cao luôn, đời 2017 luôn anh em, thấy không? Tháng 12 2017. Rồi con này xài ra bóp với ống cần nha. Đó thì anh em mà thích cái kiểu này thì em sẽ gắn vô cho anh em cái tay nhỏ, tay một tay gì ha. Đó còn muốn lên hai tay thì em sẽ tháo cái này ra nha. Công tắc đẩy về cái láp là tắt nha anh em, kéo về cái máy là nổ ha. Đó thì cái này anh em muốn xài ra chết thì cột thằng này lại nha. Cột thằng này lại lên xuống cái ga này là nó sẽ thành cái ga chết, ga giữ mình nha anh em. Ở cần zin. Đó zin hết nha, đầu bò đâu là zin hết. Rồi con quy 14 này 1.750.000 nha anh em. Em qua con quy 15 ha. Con quy 15 này là cái dòng Maruyama anh em, Maruyama 34L26cc ha. Thì nói sơ lược cái dòng Maruyama thì là bền. Thứ nhất là bền, ổn định cao, dễ nổ, tiết kiệm xăng, hư phụ tùng nó nhiều. Nói chung là cái dòng Maruyama là cái dòng máy đề cao rồi, đề cao, đề cao cấp bây giờ ha, chạy nó rất là ổn định nha anh em ha. Thì con này là nòng 34L26cc anh em, máy móc thằng nguyên zin hết á, rất là đẹp, bình sang dưới zin còn sáng luôn nè, ốc là còn vàng luôn nè, ốc là còn vàng luôn, chế là chế quanh gồ chế zin ha, lóc dập da băng cho anh em luôn. Đó, tum nhựa tum liền anh em, công tắc đây ha. Thì có con này thì nó xài kiểu một tay nè, còn anh em mà muốn lên hai tay thì em sẽ lên cho mình thôi nha, không có tốn tiền nên em khỏi lo. Mấy cái tay chân giò cẩn này thì mấy cái chuyện bình thường ha. Đó, trắng cỏ zin, đầu bò zin hết nha anh em, 1.800.000 cho con quy 15. Đó thì 34L26cc thì anh em là đập cước hay là chặt có cứng đồ này kia là nó rất là ngon anh em. Đập cước chặt có cứng đồ này kia thì nó rất là khỏe ha. À, cáo nó hơi cắn nhẹ cho này tí xíu nha. Đó, thấy thì báo ha, nhiều khi quên sơ sức mấy cái này. Đó, nói chung là không ảnh hưởng gì mấy cái đó hết, nhưng mà gặp là phải báo cho anh em, đâu ra đó cho nó rõ nét đàng hoàng ha. Máy đẹp zin hết anh em, 1.800.000 cho con quy 15. Tiếp theo là em qua con quy 16 và quy 17. Cái cặp này cũng là Maru luôn anh em, nhưng mà cặp này là cặp máy đời cao nha. Đời hai con này cực kỳ cao luôn, đời cao, đời mới nhất của Maru luôn anh em. 231 261. Đó. Thì cái cặp này là chụp giật, là trợ lực và chế quanh gồ hết nha anh em. Cặp này thì nó đẹp quá trời, nó đẹp, nó mới quá trời, nó mới luôn rồi. Đó. Máy móc thì nguyên zin hết nha. Anh em làm hàng sưu tầm thì lượm con này. Thì con này 32L23cc, tum nhựa tum liền anh em. Còn con này 26cc, 34L, tum nhôm, tum gời, ga bóp zin, công tắc trên tay. Còn con này là ga bóp với ống cần. Đó, tum gời nha, 34L. Đó. Thì đây, quá đẹp rồi, không có nói gì nữa ha. Con này thì 1.9 nha anh em, 1.9 con quy 16. Chụp giật trợ lực nha. Trợ lực này thì anh em kéo hết dây lên, anh em buông xuống là nó nổ nha ha. Kéo hết dây lên buông xuống. Đó, chứ mình kéo mà mình vịn cái cọng dây hoài là nó không có nổ được nha anh em. Chế là chế quanh gồ, chế zin nha anh em. Máy zin hết nha, máy zin hết, đẹp cực kỳ luôn. Đó, con này thì tum nhựa tum liền nha anh em, tum nhựa tum liền, ga bóp đây. Đó, ga bóp ha, công tắc nha anh em. Ở một tay lái zin. Đó, còn không thích thì em sẽ lên bộ hai tay, nhưng mà em gỡ mấy cái này ra ha. Ở cặn zin nè, thấy không? Đầu bò zin hết luôn. Ở 1.900.000 cho con quy 16. Rồi, quy 16 1.900.000 nha. Em qua con quy 17 ha. Thì cái dòng này là đại ca của nó nghe anh em, nó là 261 nha. Ở 261 34L26cc ha. Cáo thì nó hơi nắm nhẹ cho này tí xíu nghe nè, nhưng mà vẫn còn rất là đẹp nha. Đó, vẫn rất là đẹp ha. Bình xăng dưới zin cũng còn rất là đẹp luôn. Chụp giật là cũng là trợ lực luôn nghe anh em. Chế là chế quanh gồ. Đó, cái đặc điểm lớn của con này nữa là nòng nó to hơn. Đó thì nó được cái tum gời tum nhôm luôn nghe anh em. Tum gời tum nhôm tum 260 có thể gỡ ra gáp xịt thuốc hoặc là chế cháo điều này kia, nó rất là ngon nha. Con này 2.3 nghe anh em ha. Đó, và điểm nhấn cái này nữa nè. Ở ga bóp nè, công tắc trên tay luôn, quá xịn sò, quá trời xịn sò luôn. Anh em nhanh tay nghe, hàng VIP nghe nè. Họ cần zin trắng cỏ, đầu bò là cũng là zin hết nghe nè. 2.3 cho con quy 17, đẹp xuất sắc nha. Thôi cực kỳ căng luôn. Mới chát nghe nè, nói chung là rất là đẹp ha, hơi là còn phải gọi là cứng ngắc.
Rồi 2.3 triệu cho con quy 17, còn con quy 16 là 1.9 triệu ha. Anh em làm con nào thì liên hệ trực tiếp giùm em nha. Rồi con quy 18 là con cuối cùng nha anh em, cũng là con thoải mái phải gọi là siêu hệ siêu vip nha. Mitsubishi TL33 tem zin còn luôn nè. Đó. Lóc dập da băng nè. Đó thì con này thì là nòng 36 ly nha anh em, 33cc ha. Thì hình thức máy con này là nguyên zin hết nha, bình xăng lớn với là còn bình zin luôn nha anh em. Chế là chế hai kim, chế zin, chế quanh rồi. Thì cái dòng anh em kiếm cái dòng này thì biết rồi đúng không? Nó đỉnh nó vip cái nào thì anh em cũng biết rồi. Máy móc thì bao zin cho anh em hết ha. Máy hình thức là còn khá là đẹp. Con này 3.5 triệu nha anh em. 3.5 triệu cho con này ha. Đó, tum gời, tum nhôm, cái bộ cần này là bộ cần Honda luôn nha anh em. Bộ cần này là của hôm trước có con Honda GX35 á, nhưng mà bán cái đầu máy rồi ha. Bữa nay dư ra bộ cần em gáp lên đây luôn. Đó, công tắc đây nha. Xuống là tắt nè, lên là nổ ha. Đó, ra bóp. Ra bóp này hình như là nó giống ra mới quá không biết phải không. Đó, ra bóp nha anh em. Đó, cần Honda luôn nè, khóa xịn sò luôn anh em thấy không? Đó, đầu bò zin. Nói chung là nguyên zin. Cái này thiếu thì chừng nữa em sẽ gáp bao da vô đầy đủ cho anh em mình hết nha, khỏi lo nha anh em. 3.5 triệu cho con Quy 18. Hơi hám thôi gọi cực kỳ căng nha anh em, có chân bảo vệ luôn nha. Đó là bình xăng mình nó không có chạm đất nha anh em. Rồi anh em chốt hàng thì liên hệ trực tiếp giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like anh em. Con này hơi phải gọi còn cực kỳ gắt nha. Đó thấy không, hơi hám phải gọi con này là bao trên 90% luôn nha anh em. Rồi 3.5 triệu nha anh em, thì cái con này công tắc nó xài ở sau lưng này nha. Đó, công tắc trên đó cũng còn xài được luôn nhưng mà không có đi dây nha anh em ha. Đi nó nhìn nó xấu lắm, xài giáo cho nó ngon hơn ha. Rồi, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại clip sau.